Chị Hoa ơi, chị Hoa ơi, chị Hoa ơi, em thương chị. Các anh chị ơi, toang chị Hoa rồi. Sự thật vẫn là sự thật. Chị Hoa đã cố giấu giếm rất là lâu rồi, nhưng mà bây giờ thì toang thật rồi. Nghe đâu là các anh chị YouTuber ở bên Việt Nam đã tìm ra sự thật là hiện giờ Tây Long đang ở đâu và đang ở với ai. Và điều quan trọng là người phụ nữ mới của Tây Long là người chủ động thú nhận tất cả. Vậy câu chuyện động trời này như thế nào? Mời tất cả các anh chị và các bạn cùng theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh để nhận được thông báo mỗi khi anh chị đăng clip mới nhé. Anh chị ơi, em chị làm việc cho ngân hàng chuyên cho mượn tiền mua nhà và các cơ sở thương mại ở Mỹ. Nếu như anh chị nào muốn biết mình cần bao nhiêu income thì đủ hay là tiền lời bao nhiêu để refinance căn nhà của mình, xin đừng ngần ngại hãy gọi cho em chị nhé. Các anh chị ơi, ngày hôm nay thì Angie nghe được cái tin là các anh YouTuber bên Việt Nam đã phát hiện ra cái thằng Johnny nó đang ở đường Nguyễn Chí Thanh, quận 5, gần bệnh viện Chợ Rẫy, và anh ta đang học một cái gì đó liên quan đến vấn đề xe cộ đó. Nhưng mà thông tin đó chỉ là chuyện nhỏ. Cái thông tin thứ hai mới là cái quan trọng, đó là thằng Khứa này nó đã cặp bồ với lại một người phụ nữ 46 tuổi. Người phụ nữ này có chồng và có con. Chồng thì đi công tác nước ngoài thường xuyên, cho nên cô ta thiếu thốn và bắt đầu làm quen cái thằng ôn này ở trên Facebook, nhắn tin, và bắt đầu thằng này trả lời lại, cô gái này mời tới nhà chơi, và cuối cùng thì qua lại và tức cảnh sanh tình, là tại vì ông chồng đi nước ngoài nhiều quá, bà ở nhà mà 46 tuổi, 47 tuổi thì cần một người đàn ông ở bên cạnh mà. Cho nên cái thằng này thì là cái cây cà rem mà nó coi như là sô-cô-la mà còn thêm mùi sầu riêng nữa. Cho nên nó là cái người phụ nữ này làm sao mà chịu nổi. Thì sau khi biết được là các anh YouTuber đã phát hiện ra cái thằng Khứa này ở Sài Gòn thì họ mới truy lùng ráo riết. Cuối cùng thì dường như là cái người phụ nữ này biết là có động tĩnh như thế nào đó, thì cái người phụ nữ này mới chủ động lên tiếng. Và người phụ nữ này chủ động lên tiếng với ai? Nghe nói đó là chủ động lên tiếng với lại một cái người YouTuber khác ở Italy, đó là Lee Italia, và nói với lại cô ta rằng là cái thằng Johnny nó đang ở với cô. Thì cô bé này mới nói, ú sao, tại sao lại là ở với cô? Thì cô bé này mới nói đó là cái người phụ nữ này nói là thấy mọi người phát hiện rồi, cho nên đó là cái cô này mới chủ động liên hệ với lại cô bé Ly để nói cho cô Ly biết á, là nói giùm mấy cái anh YouTuber này có đăng tin gì thì đăng, nhưng mà đừng có đăng hình ảnh của cô ta lên. Thì không biết là mấy anh YouTuber có biết hình ảnh của cô ta hay không, hay là có phát hiện cô ta là ai hay không, nhưng mà cô ta muốn nổi tiếng hay là cô ta đang sợ bứt dây động rừng hay là như thế nào đó thì mình không biết. Thì cô ta đã chủ động lên tiếng, và cuối cùng thì là cô ta mới nói là cô ta có một cái shop gì đó ở Sài Gòn, và cô ta đang cặp kè với lại Johnny. Johnny đang ở với bà ta, nhưng mà bà ta không có muốn là cho mọi người biết thông tin hiện bây giờ, là tại vì cái thứ nhất là cô ta cũng đang có chồng, và cái thứ hai nữa là Johnny cũng đang có vợ, cho nên nó là chắc có lẽ là cô ta cũng sẽ đang chuẩn bị để bỏ chồng, và cũng nhờ Johnny là giải quyết cái chuyện vợ con ở bên Đồng Nai với lại chị Hoa. Và có thể là sau khi mà cả hai họ giải quyết xong đó thì họ sẽ đến với nhau legally, tự do thoải mái, thì lúc đó họ sẽ thông báo cho mọi người biết. Còn bây giờ đó thì họ muốn là mọi người giấu đi. Rồi bây giờ đó mình nói về vấn đề chị Hoa. Thấy chưa, mình đã nói trước mà, có được cái cây cà rem, vừa có sầu riêng, vừa có chocola, vừa có màu vàng, vừa có màu đen, thì vừa thơm, vừa béo, thì để mà sử dụng riêng đi. Không chịu.
đi khoe lên cộng đồng. Khi khoe lên á thì cái thằng này nó nổi tiếng, mà nó nổi tiếng á thì những cái người phụ nữ mà người ta giá chồng, hay là những cái người phụ nữ mà ôn dịch, mắc ôn mắc dịch đó, thì nó sẽ thèm. Trời đất ơi, thấy cái bà này liếm cái cây cà rem mỗi ngày như vậy thì mấy người kia mà không có cà rem liếm thì dĩ nhiên là phải thèm rồi, đúng không? Mọi người thấy người ta ăn cái gì mọi người có thèm hay không? Mình có ăn thì mình không thèm, nhưng mình không có ăn là mình thèm dữ lắm đó. Đó là lý do tại sao mà nhiều người biết đến cái thằng ôn dịch này, và cuối cùng thì người ta liên hệ và người ta cụm trên tay chị Hoa. Chị Hoa là đã không có tiền, còn quá già nữa, làm sao mà chọi lại với lại cái cô gái này mới có 47 tuổi mà vàng thì đeo đầy người. Đó, thấy chưa? Thấy không có cái dạy nào bằng cái dạy nào, thấy không? Bây giờ đó, cái kênh YouTube á, nổi tiếng đâu không thấy, thấy người ta chửi thì nhiều, rồi tiền trên YouTube á, không thấy được bao nhiêu mà mất đi thằng chồng. Rồi, cái thứ hai mình muốn nói nữa đó là chị Hoa đó thì sợ mọi người cười, cho nên nó là giấu giếm, cứ nói là nó có đang ở nhà, nó không có đi đâu hết, rồi đưa lên cái clip cũ, nay thì nấu ăn, mai thì đi đám cưới, mốt thì mở quà để cho mọi người thấy đó là cái thằng ôn dịch này nó còn đang hạnh phúc với chị Hoa. Thấy cái khổ không? Rồi bây giờ nó đã bỏ chị Hoa và đi với người khác rồi, thì bây giờ chị Hoa tính làm sao nhỉ? Nghe nói đó là ở bên Việt Nam mà nếu như mà mình không có chịu ly dị đó thì đơn phương cũng ly dị được. Vậy thì nó đâu có sợ gì nữa đâu. Bây giờ nó ly dị chị Hoa và nó sẽ có một người khác để mà bảo lãnh cho nó liền ngay lập tức, giàu có hơn, trẻ trung hơn và còn lo cho nó nhiều hơn, thì tại sao mà nó không làm? Người mà buồn nhất, đau nhất và khổ nhất vẫn là chị Hoa. Chị Hoa nói trước rồi, chị Hoa nói đó là kệ, hưởng được ngày nào hay ngày đó. Nhưng mà đó là chị Hoa nói vậy thôi, nhưng mà chị Hoa sẽ không cam lòng và sẽ không có chấp nhận được là nó bỏ chị Hoa để theo một người khác mà một cách đó là khốn nạn như vậy. Bây giờ nói tới cái vấn đề cái người phụ nữ kia, tại sao vậy? Cái thứ nhất là mình đang có chồng nè mà mình lại còn đi giật chồng người khác. Thấy có buồn không mọi người? Xã hội bây giờ có quá là nhiều người cần một cái cây cà rem, phải không mọi người? Nên đây cũng là cái lời cảnh báo nha. Nếu như anh chị nào mà có được cái hàng gì quý hiếm đó thì cố gắng để mà xài, cố gắng để mà giấu, để mà đừng cho người ta biết nha. Đưa ra là mất, đưa ra là mất đó. Mọi người không có nghe cái câu nói này sao? Vợ tôi đó là cơm nguội ở nhà, nhưng mà lại là phở của thằng cha hàng xóm. Ông chồng ở nhà cũng vậy, thấy là làng tàn vậy thôi, nhưng mà buông ra cái là mất, buông ra cái là mất nó. Bây giờ đó thì chị Hoa nếu như muốn người ta tin là thằng chồng của mình không có bỏ mình đi và cũng không có cặp bồ với lại người khác thì đưa ra chứng cứ đi, quay phim rõ ràng, rồi cái miệng mình nó nói là ngày hôm nay là ngày 21, 22 tháng 8 gì đó, rồi tôi với lại Johnny đang làm cái gì đây, đang nấu ăn, ở đâu, ở nhà tôi hay là cái gì đó, thử coi có được hay không. Nhưng mà bây giờ mọi người đã nói có bằng chứng như vậy rồi, không biết như thế nào hen. Nhưng mà chị Hoa ơi, em nói chị rồi mà chị không có tin. Chị lấy cái thằng ôn dịch này để làm cái gì? Nó gạt chị từ đầu luôn mà. Chị coi lại hết những cái clip mà em đưa ra đi, em bóc mẻ chị từ cái ngày đầu tiên luôn đi. Là chị đã thấy là nó gạt chị từ cái việc mà cắt tay, cắt chân, rồi nói yêu thương, rồi làm đủ trò ở trên. Từ cái việc mà chị đi đón nó mà nó không có xuất hiện ở trong sân bay đi ra, mà nó ôm sau lưng chị. Ủa, nó là con kiến hay sao vậy ta? Mà nó đi ra ngoài mà nó ôm sau lưng chị, mà nó biết chị luôn, nó mới ghê chứ. Là tại vì sao? Là tại vì nó có mặt ở tại cái vũ trường đó mỗi ngày, và nó thấy chị ở ngoài đời luôn, và mọi người nói cho nó biết là chị là một cái người mê trai mà lại giàu có nữa, cho nên nó mới nhào tới chị.
chứ tự nhiên á, nó ở bên kia nó nhào qua chị sao? Nó đã ở đây lâu lắm rồi, nhưng mà đó những người đàn bà giá đó thì không muốn nó, chỉ muốn đó là qua đường thôi, chứ không có mà muốn là cưới để mà cho người ta mắc nợ nó. Cho nên nó tìm hoài không có một người nào khác, cho nên đó là nó mới chấp nhận chị và lấy chị, tại vì chị mê trai và chị chấp nhận nó đó. Chị đã bỏ ra số tiền quá là lớn để làm giấy kết hôn rồi làm giấy tờ cho nó ở lại. Bây giờ nếu mà nó bỏ chị đi á nha, trời ơi, em không biết chị làm sao chứ em tức, mà em tức ói máu luôn đó. Già mà còn dạy, có cháu ngoại mà còn ngu là đây. Thôi bây giờ không nói nhiều nữa, cái tin tức này không biết là cái độ chính xác như thế nào, nhưng mà mọi người cũng đang rất là trông chờ chị chứng minh là chị với nó đang có ở nhà. Còn nếu không thì là chị toan chị rồi. Người ta đang đồn ầm ầm là nó đang ở với người phụ nữ đó, và người phụ nữ đó cũng đã xác nhận điều đó mới là cái quan trọng. Nó nha, chứng minh đi chị Hoa ơi. Anh chị ơi, em chị làm việc cho ngân hàng chuyên cho mượn tiền mua nhà và các cơ sở thương mại ở Mỹ. Nếu như anh chị nào muốn biết mình cần bao nhiêu income thì đủ, hay là tiền lời bao nhiêu để refinance căn nhà của mình, xin đừng ngần ngại hãy gọi cho em chị nhé. Đừng quên đăng ký kênh để nhận được thông báo mỗi khi em chị đăng clip mới nha.